Nghị định số 23 năm 2018 quy định mức khấu trừ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là số tiền mà bên mua bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi sự kiện bảo hiểm tối thiểu sau đây. Số tiền bảo hiểm đến 2 tỷ đồng được 4 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm trên 2 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng là 10 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng là 20 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng là 40 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng là 60 triệu đồng. Số tiền bảo hiểm trên 200 tỷ đồng là 100 triệu đồng. Đồng thời quy định mức khấu trừ bảo hiểm không vượt quá 1% số tiền bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ thuộc loại A, 10% số tiền bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ thuộc loại B. Quy định trên được áp dụng đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ trừ cơ sở hạt nhân có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng. Nghị định số 23 năm 2018 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018. Tuyển sinh đại học 2018 giảm 50% điểm cộng ưu tiên khu vực. Đây là nội dung nổi bật tại thông tư số 07/2018 sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo thông tư số 05/2017. Theo đó, năm 2018, mức chênh lệch điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy, cao đẳng, nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, đại học cao đẳng giữa hai khu vực kế tiếp sẽ giảm từ 0,5 điểm xuống còn 0,25 điểm. Như vậy, điểm ưu tiên ở từng khu vực trong kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2018 sẽ là: khu vực 1 cộng 0,75 điểm, giảm 0,75 điểm so với năm 2017. Khu vực 2 nông thôn cộng 0,5 điểm, giảm 0,5 điểm. Khu vực 2 cộng 0,25 điểm, giảm 0,25 điểm. Khu vực 3 không được hưởng ưu tiên. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp vẫn được giữ nguyên là 1 điểm. Thông tư số 07/2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 4 năm 2018 và bãi bỏ quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo thông tư số 27/2014 ngày 11 tháng 8 năm 2014.